Rồi chúng ta sẽ nói đến một cái rất là cơ bản, cái đầu tiên liên quan đến sơ cấp cứu, đó chính là ngừng tuần hoàn. Câu chuyện ngừng tuần hoàn là một cái gì đó chúng ta thấy rất trên phim ảnh rất là nhiều. Một bệnh nhân đến một cái giai đoạn nào đó, bệnh nhân bắt đầu cái máy điện tim của bệnh nhân nó nháy lên một loạt, và sau đó thì chúng ta có một cái đường thẳng, đó là ngừng tuần hoàn đúng không? Rồi câu chuyện ngừng tuần hoàn có lẽ nó chỉ đơn giản như thế thôi, vì một lý do gì đó quả tim của nạn nhân ngừng đập. Chúng ta có thể có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này, có những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể giải quyết được, có những cái nguyên nhân thì không. Có những bệnh nhân ngừng tuần hoàn nó là một cái chết tất yếu, ví dụ như bệnh nhân sốc, bệnh nhân có rất nhiều bệnh nhân mà cái bệnh giai đoạn cuối thì khi đó việc mà bệnh nhân tử vong là một cái không tránh được. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp mà chúng ta có thể đảo ngược được cái tình trạng ngừng tuần hoàn hoặc là trên báo chí chúng ta có thể nghe thấy đó là chết lâm sàng ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là nguyên nhân nó là gì, đó là một số các vấn đề về tim mạch, ví dụ như nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi hoặc là rối loạn nhịp. Những bệnh nhân đột quỵ não cũng thể ngừng tuần hoàn vì những cái lý do nhất định như về đường thở, về hô hấp hoặc là các vấn đề về não. Ngoài ra bệnh nhân điện giật và bệnh nhân đuối nước là những bệnh nhân thường gặp nhất về ngừng tuần hoàn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy với hai cái lý do này thì cái câu chuyện về ngừng tuần hoàn nó còn rất dễ xảy ra, nhưng nó lại có thể rất dễ là đảo ngược được nếu chúng ta cấp cứu đúng trong giai đoạn này, thì cái việc mà bệnh nhân có mạch trở lại và bệnh nhân có thể sống tiếp thì là câu chuyện rất quan trọng. Ví dụ như hiện tại trung tâm cấp cứu A9 chúng tôi thì mỗi ngày thông thường nó có tầm khoảng 3-5 ca ngừng tuần hoàn. Thì nếu mà những trường hợp mà cấp cứu sớm thì bệnh nhân sẽ rất ngoạn mục khi mà cấp cứu sau bệnh nhân có thể mạch có mạch trở lại, chúng ta giải quyết cái nguyên nhân, khi đó bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn. Còn nếu mà cấp cứu không đúng từ ban đầu thì bệnh nhân hoặc là vào thì với tình trạng là tổn thương não rất là nặng. Cái thứ hai nữa là những bệnh nhân đó nếu mà ngừng tim quá lâu mà không cấp cứu thì bệnh nhân sẽ tử vong. Chúng ta phải có cái nguyên tắc là gì? Có cái nguyên tắc đó là khi mà bệnh nhân ngừng tim thì sẽ không có tưới máu não. Mà khi mà không có tưới máu não thì cái neuron thần kinh sẽ chỉ chịu được cái thiếu oxy và thiếu máu trong tầm khoảng 5 đến 10 phút. Và sau cái thời gian đó thì bắt đầu cái tế bào não sẽ bắt đầu hủy hoại, và tế bào não hủy hoại thì sẽ không hồi phục. Vì vậy cái việc mà cấp cứu ngừng tuần hoàn không chỉ được cứu quả tim mà còn là cứu cái bộ não của nạn nhân. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc là sau khi mà chúng ta cấp cứu ngừng tim, tuy nhiên rằng là quả tim có đập lại nhưng mà nạn nhân sẽ rơi vào cái tình trạng sống thực vật. Như vậy chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn như nào? Chúng ta cấp cứu ngừng tuần hoàn chính là cái việc mà chúng ta sử dụng một cái lực bên ngoài ép vào thành ngực của bệnh nhân. Chúng ta có thể thấy những cái hình ở đây, ép vào quả tim của nạn nhân ở đây thì quả tim nó sẽ bẹp xuống giống như cái thùy tâm thu của bệnh nhân. Sau đó chúng ta nở ra cái lồng ngực thụ động thì quả tim lại giãn ra giống như là cái thùy tâm trương của bệnh nhân. Tức là chúng ta tạo ra một cái nhịp bóp một cách nhân tạo để cho quả tim nó bóp trong khi chúng ta có thể chờ đợi giải quyết những cái nguyên nhân khác. Đây là một số cái lời khuyên. Chúng ta cái tình trạng đây là một cái clip mà chúng ta có thể thấy rất là ấn tượng, được ghi lại cách đây một vài năm, không xa lắm đâu. Đây là một nạn nhân ngừng tim ngoài đường thì khi đó tất cả mọi người rất là quan tâm và xúm lại. Tuy nhiên rằng đây là cái cách mà mọi người cấp cứu ngừng tim cho nạn nhân, đó là bệnh nhân thì ngừng tim rồi nhưng mà chúng ta thấy có một phụ nữ kéo tay của nạn nhân lên, lấy chân dẫm, sau đó thì lấy tay đấm liên tục vào ngực của nạn nhân và bảo rằng đây 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 chỗ này chính là tim đó. Ngoài ra thì người ta có nghĩ ra rất là nhiều cách, người ta biết đâu đấy rằng ở trong đó chính là tim. Chúng ta có thể thấy mọi người sẽ làm gì thêm tiếp, đó là thêm còn một chị nữa được đứng lên một ngực của bệnh nhân sau đó nhảy đó. Có vẻ như mọi người biết rằng là có chúng ta sẽ cần phải làm gì đó với tim, tuy nhiên họ đã không biết cách thực sự cần phải làm như thế nào. Vì vậy lời khuyên là gì, khi bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì đừng có dẫm đạp cô bé nạn nhân, bởi vì tất cả những cái công việc này thì nó sẽ không thể cung cấp cái việc mà quả tim có thể bóp được hoặc là tạo ra một cái dòng máu đầy đủ được, và cũng không di chuyển ngay nạn nhân mà không ép tim. Rất nhiều trường hợp khi mà nạn nhân ngừng tim thì được nạn nhân được đưa ngay lên xe máy hoặc là lên ô tô, sau đó thì mang đến bệnh viện sau nửa tiếng thì khi đó hoàn toàn không ép tim thì coi như là cái thời gian đó mãn não không được tưới máu thì nạn nhân sẽ không có cơ hội sống được. Cái mà chúng ta muốn nên làm là gì, đó là chúng ta sẽ gọi hỗ trợ và sẽ tiến hành ép tim giống như chúng ta có thể thấy ở trong hình ở đây. Đó gì đó là chúng ta sẽ quỳ ở bên cạnh bệnh nạn nhân và sau đó chúng ta sẽ ép với cái tư thế thẳng đứng như này và tạo ra một cái lực ép vừa đủ, ép nhanh ép mạnh và để lồng ngực nở ra. Chúng ta thấy đây là tiêu chuẩn để và hồi sinh tim phổi chất lượng cao, đó là gì, đó là chúng ta ấn mạnh ấn nhanh với tần số khoảng 100 đến 120 lần một phút về để ngực nảy lên hoàn toàn. Tránh thông khí quá mức, chúng ta sẽ có thể thổi ngạt nhưng mà chúng ta sẽ ép ngực với thở vào thông khí với tỷ lệ là 32. Đây là một cái hình ảnh mà rất là vui mà trong cái thời gian vừa rồi, đây là hồi tháng 3 ở Vũng Tàu thì có khoảng 4-5 nạn nhân thì có đuối nước và
được một anh trong lực lượng là phòng cháy chữa cháy đã cứu rất là ngoạn mục, với tình trạng với công việc là ép tim và thổi ngạt rất là đúng quy cách, tạo ra những cái hiệu quả rất là ngoạn mục. Đây là một số cái điểm lưu ý. Chúng ta sẽ sử dụng cái tay của chúng ta đan vào nhau, và đây là cái vị trí mà thì chúng ta sẽ tì vào giữa lồng ngực của nạn nhân ở chỗ vị trí xương ức. Chúng tôi nhắc lại là ở giữa lồng ngực của nạn nhân. Chúng ta biết rằng rất nhiều người cho tận bây giờ thì vẫn nghĩ rằng quả tim ở bên trái của lồng ngực, và chúng ta ép lệch sang bên trái, khi đó thì nạn nhân sẽ gãy xương sườn và gãy toàn bộ cái chỗ phần sụn ức sườn này. Khi đó thì thứ nhất là quả tim sẽ không được ép hiệu quả, và cái thứ hai nữa là tổn thương lồng ngực cho nạn nhân rất là nhiều. Và cái tư thế ép, chúng ta sẽ ép ở cái tư thế thẳng đứng từ trên xuống như này, chúng ta không ép lệch. Khi đó ép này chúng ta sẽ tạo ra một cái hiệu quả tốt nhất khi mà ép cấp cứu ngừng tim cho nạn nhân.